tiền bố mẹ của anh đưa có mua nhà để nuôi em nhé, là anh cũng bắt bà như còn ao gửi hết cho bà ấy rồi dây dép gửi về cho nó tin luôn, tin lúc đó là như vậy là theo bắt chỉ căn về căn dây giết người vợ, nhưng mà đúng hay sai thì vợ thì chết cũng không có án rồi, anh được tin không nhớ sao nhớ ông sao nhớ được ông được không nhớ thật. Đây nè, chỗ đây nè. Anh có nhận thức như thế nào về cái việc như chân của mình? Cái liên quan cái việc này là không liên quan đến công an cấp trên tới là người ta quan sát cái gì mình đứng rửa tay trong đó cứ từ từ cũng làm. Cứ đứng xích ở đây biết được không?